Hướng dẫn làm tất đi trong nhà đơn giản. Chia sẻ với mọi người cách làm tất đi trong nhà đơn giản. Miếng vải này có chiều rộng 17cm, chiều dài 27cm, từ giữa, đánh dấu 12cm từ trên xuống, đánh dấu vị trí. Sau khi đánh dấu, gấp đôi miếng vải, dùng kéo cắt một đường cong từ điểm đó. Cắt xong thì xoay lại, dùng kéo cắt thêm một góc xiên 1cm. Dùng miếng vải này, cắt một miếng khác có cùng kích thước và đối mặt. Đặt chúng đối diện nhau, khâu lại từ điểm này. Khâu chỗ này nữa. Sau khi khâu xong sẽ như thế này. Bây giờ lộn ngược lại, vậy là đã xong một mặt xiên. Cố định lại từ 4 góc. Phần trên giày đã xong, đế giày thì cắt theo miếng lót giày của bạn là được. Tôi đã thêm lớp lót giày hơn, mang vào sẽ thoải mái hơn. Bây giờ đặt phần trên lên, cố định hai đầu lại. Sau khi cố định, khâu lại từ 4 góc là được. Tôi dùng miếng vải này có độ co giãn, cỡ chân 37 hoặc 38 đều có thể mang. Hoàn thành, lộn ra mặt ngoài là như thế này. Miếng còn lại cũng làm tương tự. Hoàn thành, mang vào chân rất thoải mái và ấm áp. Có thể mang như thế này. Nếu thích trang trí, bạn cũng có thể trang trí như tôi đã làm.